sáng ngày 27 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 11 năm Quý Mão, tại giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang trọng thể tổ chức khai mạc khóa quân tu chánh niệm lần thứ 2 dành cho nam nữ cư sĩ Phật tử. Buổi lễ được sự quan lâm chứng minh và tham dự của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng ban tổ chức khóa tu, Chư Tôn Đức, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư Tôn Đức trong thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức thành viên Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang và hơn 300 Phật tử về tham dự khóa tu. Thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc khóa tu, Thượng tọa Thích Thiện Lưu cho biết, thực hiện theo sự chỉ đạo của thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang và phương hướng hoạt động của Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, đây là lần thứ hai Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 10 tổ chức khóa quân tu chánh niệm tại chùa Vĩnh Tràng dành cho Phật tử các đạo tràng trong tỉnh tham dự. Với mong muốn qua các khóa tu này, quý Phật tử trong tỉnh học hỏi thêm giáo lý căn bản của Đức Phật, đồng thời có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm điều hành đạo tràng tại các bổn tự, ngõ hầu làm trang nghiêm giáo hội và đem đến sự an lạc cho nhiều người. Khóa quân tu chánh niệm lần thứ hai do Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, để cho khóa tu được vận hành kỹ cương và thanh tịnh. Đại đức Thích Minh Thiền, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang thông qua nội quy khóa tu để quý Phật tử nắm bắt và thực hành tại khóa tu lần này. Đại diện Phật tử tham dự khóa tu có lời phát biểu cảm tưởng, tri ân sự quan tâm đến việc tu học của Chư Tôn Đức Ban Trị sự và Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang đã dành cho hàng Phật tử tại gia, phát nguyện sẽ nghiêm túc và quyết tâm tinh tấn tu học trong suốt thời gian tham dự khóa tu. Đạo từ tại buổi lễ khai mạc khóa tu, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, bày tỏ niềm vui khi thấy quý Phật tử đã dành thời gian về tham dự khóa tu đông đảo và vui tươi. Thượng tọa tán thán việc làm đầy ý nghĩa của Thượng tọa Thích Thiện Lưu và Chư Tôn Đức Tăng Ni cư sĩ Phật tử thành viên Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang. Thượng tọa gửi lời động viên đến nam nữ Phật tử hãy tinh tấn thực hành các khóa lễ trong những ngày quân tu và tranh thủ cơ hội để học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Chúc cho toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu gặt hái nhiều thành tựu an vui cho tự thân và góp phần làm cho khóa tu được thành tựu viên mãn.